Chiều ngày 25 tháng 3, công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 20 tháng 3, bà Tạ Thị Oanh 76 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Lạt đi chợ thì gặp một người không quen biết tới bắt chuyện và hỏi han về sức khỏe của bà. Người này tư vấn một loại thuốc có thể chữa khỏi mọi loại bệnh với giá 70 triệu đồng. Do bà không cầm đủ tiền, nên đối tượng này đã chở bà tới ngân hàng để rút tiền, sau đó đối tượng chở bà về. Do trên đường về, bà dừng lại mua đồ. Lợi dụng lúc này, đối tượng bỏ chạy cùng với 70 triệu đồng và có thuốc giả bán trước đó. Tối ngày 24 tháng 3, lực lượng chức năng đã tóm gọn 6 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ.